Bông nó đi chơi à? Bông đi chơi à? Bông đâu rồi? Bông đâu rồi? À đây này. Đây nè. Ôi con này. Sao nó chơi bóng hả? Hả? Chơi bóng á? Để con đi ra ngoài kia chơi đi. Mình nói ra ngoài kia mình chơi nha. Sao? Mẹ phải nấu ăn đây nè, mẹ còn phải nhen lửa để nấu ăn đây nè. Đấy, không nó cháy mất. Này. Rồi, bây giờ ôm bóng ra kia chơi. Đi ra kia chơi đi. Nha. Sao đấy? Hả? Sao? Con ra kia chơi đi. Đây này, mẹ đang còn nấu này. Mẹ đang còn thổi lửa nấu ăn này. Đấy, mẹ đang còn bận lắm. Này, thôi lên nhà đi. Con đi ra ngoài sân chơi nha. Mẹ nhấn ngoài kia cho con chơi nha. Hả? Ôi, không được đâu. Nguy hiểm lắm. Nào, ra đây nha. Này, ôm bóng ngoài kia chơi. Bí nào kìa, mẹ nấu bí cho con đấy kìa. Sao đấy? Chạy nắm này, nào lại với mẹ nào. Nô với nô sao nhìn sao con giận gì sao banh lại ở đây không chơi banh nữa à? Chạy vào đây nắm đắp chân làm gì hả? Nào dậy mẹ nào. Nô dậy nào. Mẹ nào, mẹ lục bí cho con xong rồi kìa.
ăn xong rồi mình chơi, ăn xong rồi mình chơi nhá, được không? Để mẹ rửa tay cho sạch mà vô mà ăn mà. Nãy giờ anh chưa quá. Mẹ đút cho Minu ăn nha, ăn bí nha. Mẹ đút cho Minu nha. Không. Không. Nó giận mẹ rồi đúng không?
Thì ra là mẹ không chơi banh với Minu là Minu giận mẹ. Thì em bận nấu bí cho con. Đây. Trời ơi, con thơm. Trời ơi nè. Trời ơi. Minu thích ăn bí nhất đúng không? Đây. Rồi. Nó ăn từ từ thôi. Đấy, mẹ nấu bí thì bây giờ Minu mới có mà ăn. Làm sao mẹ chơi Minu được, mẹ bận nấu bí mà. Mình đừng có giận mẹ ấy chưa. Chà, ngon nhỉ. Không không. Đây, ăn sắp hết rồi này. Còn 2 miếng nữa Minu ơi. Ui giời. Giời.